Hi, welcome back to my channel Starts.go. Great to meet you. Sau đó thì các bạn sẽ đi tìm một chiếc chìa khóa ở trong căn hầm này, trong căn phòng này. Ở đây các bạn sẽ phải đi lục lọi từng phòng đồ một để tìm chiếc chìa khóa đó. Phòng đồ này không có đây, các bạn sẽ chuyển sang phòng đồ tiếp theo. Cũng không có lúc phòng đồ thứ ba. Thứ tư. Hòm đồ thứ năm. Vẫn chưa có. Và hòm đồ cuối cùng. Ok rồi. Ok rồi. Oh my god. Ta để đi vào trong này và phải đi vòng vòng, nếu không thì không được thoát khỏi chúng ta. Let's go. I can finally get out of this place. I need to find help. Okay, about to get the show. Poppy Moby. Let's go. Bạn lái xe số ngoài hội cho mình nhá. Thank you so much. Go again, bạn lái. Whenever we close the factory for the day. So? Trespasser, just to make
make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. So, it's so. Let go. Let go.
made you want to work at the Playtime Co. Okay. Well, they come out straight when I was young. You know, I think about so. I could go straight from my bedroom door to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a soy factory, somewhere that can provide kids with the same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Your body just gets older and older, and then you die. Poof. Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. Subway Surfer. Thank you.
Okay, well, to get the show. All right, green one. Let go. Let's go, baby. Break it out. Okay. Sau đó thì các bạn sẽ chui vào trong hầm này để phá một hàng rào sắt ở đây. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ lấy một khẩu súng ở trong này, khẩu súng bắn sơi, mà không hiểu sao ông ta thì súng bình thường chúng ta đai, à không đai, mà súng bắn sơn thì chúng ta lại ngất trong vòng một phút, thế bị ảo luôn. Và tiếp tục các bạn sẽ đi đến chỗ cần cầu. Thank you.
Let go. Đây là một chiếc chìa khóa. Và sau đó thì các bạn sẽ quay về chiếc xe của mình và tiếp tục đến điểm tiếp theo. Đi lên trên tầng 2 rồi. Các bạn sẽ lấy Emily, lấy tấm thẻ mà tên Emily, thì đó thì các bạn sẽ tiếp tục vào nhiệm vụ tiếp theo. Scary teacher stories.
Okay, but again, this show, kick the booty. Let's go. Feel free to roam around my box. Choose something else. Then what you all say? That's not good. Giờ nó ăn gì đây? Không có gì à? Một chiếc lôi. Không được. Gậy này cũng không được à? Cũng bị lỗi luôn. Không biết lý do gì, mình sẽ chuyển cái khác vậy. Có vẻ như đang lỗi cả rồi, chứ không phải là do cái đéo bị lỗi. Ok, rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái đứa trong. Thank you.
wrong.